Hello, my dear student. Cô một lần nữa xin chào các em khối 7 trường trung học cơ sở Chu Văn An nhé. Now, welcome to our class, my student. Chào đón các con đến lớp học của chúng ta nhé. Unit 2, personal information. Section B, my birthday, continue, before, listen and then practice with a partner, new words. Chúng ta bắt đầu với lại từ mới nhé. Date of birth, birthday. Chúng ta lưu ý cách đọc âm thờ, cái lưỡi chúng ta đặt lên cái răng để phát âm răng thờ nhé. Birthday, address, uncle, aunt, nervous, worried, anxious, nice, lots of. Chúng ta lưu ý cách đọc nói vần nhé. A lot of, plenty of, many, don't worry. Look at the picture. Ok nào, who are they? Chúng ta xem coi đây là ai. Maybe the teacher and the student. Ok nào, they are Mr. Tân and Hoa. Hoa is a student and Mr. Tân is a teacher. Ok nào, before listen, then practice with a partner. Now listen. 4. Listen, then practice with a partner. Next, please. Good morning. What's your name? Tan Chi Hoa. What's your date of birth? June 8th. I'll be 14 on my next birthday. What's your address? 12 Tran Hong Dao Street. I live with my uncle and aunt. What's your telephone number? 8262019. Thank you, Hua. Do you like our school? Yes, it's very nice. But I'm very nervous. I don't have any friends. I want to be happy. Don't worry. You'll have lots of new friends soon. I'm sure. Okay, now look at this. And listen again between Mr. Tân and Hoa. Chúng ta nghe lại cái bài này, cuộc hội thoại giữa thầy Tân và Hoa nhé. Listen again. 4. Listen. Then practice with a partner. Next, please. Good morning. What's your name? Tan Chi Hua. What's your date of birth? June 8th. I'll be 14 on my next birthday. What's your address? 12 Tran Hong Dao Street. I live with my uncle and aunt. What's your telephone number? 8262019. Thank you, Hua. Do you like our school? Yes, it's very nice. But I'm very nervous. I don't have any friends. I want to be happy. Don't worry. You'll have lots of new friends soon. I'm sure. Ok nào, ở đây thầy Tân kêu bạn kế tiếp là bạn Hoa. Và ở đây học buổi sáng nên thầy chào good morning. Rồi hỏi bạn Hoa tên gì? Bạn trả lời Phạm Thị Hoa. Và thầy hỏi ngày sinh của bạn Hoa, ngày tháng là 8 tháng 6 và bạn Hoa nói sinh nhật kế tiếp bạn sẽ 14 tuổi. Thầy Tân hỏi địa chỉ của bạn, bạn trả lời là số 12 đường Trần Hưng Đạo và bạn đang sống với lại cô chú của bạn. Và thầy lại hỏi tiếp số điện thoại của bạn 8262019. Cuối cùng là thầy Tân nói cảm ơn Hoa, bạn có thích trường của chúng ta không? Đây là trường mới mà Hoa mới chuyển về. Bạn Hoa nói dạ thích.
Nó rất là xinh đẹp, nhưng em hơi lo lắng bởi vì em không có bạn nên em thấy chưa có vui. Thầy Tân mới nói đừng lo lắng, em sẽ sớm có nhiều bạn thôi, thầy chắc vậy. Okay, now we come to remember. What's your date of birth? When's your birthday? Để hỏi sinh nhật của bạn khi nào, mình sẽ có hai cách hỏi. Và mình cũng có rất nhiều cách để trả lời. Okay, now look at this. My date of birth is in October. My birthday is in October. Sinh nhật của tôi là vào tháng 10. Ở đây chúng ta dùng tháng không, cho nên chúng ta sẽ dùng giới từ in. Còn nếu có ngày vừa tháng thì sao? Chúng ta sẽ dùng giới từ on. My date of birth is on October the 4th. My birthday is on October the 4th. Rồi, bây giờ để hỏi bạn địa chỉ của bạn là gì? Bạn sống ở đâu? Chúng ta cũng có hai cách để hỏi. What's your address? Hoặc là where do you live? Và lúc này chúng ta cũng có nhiều cách để trả lời. My address is 183 over 19 Bùi Viện Street, Phạm Ngũ Lão Ward and the First District. Địa chỉ của cô là 183 xịt 19 Bùi Viện, đường phường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất. Đây là cô cho ví dụ thôi nhé. Hoặc là mình có những cách sau. I live on Bùi Viện Street. Đứng trước con đường Bùi Viện thì mình dùng giới từ on. Nếu mà có cả địa chỉ thì mình lúc này không dùng giới từ on nữa nha, mà mình sẽ dùng giới từ at. I live at 183 over 19 Bùi Viện Street. Ở đây cô đánh ra cái dấu để chúng ta biết đó là đường gì. I live in Hồ Chí Minh City. I live in Vietnam. Bây giờ ở những thành phố lớn hoặc là một đất nước thì mình sẽ dùng giới từ in. Và chúng ta lưu ý, nếu mà chúng ta ở trong hẻm có xuyệt thì chúng ta sẽ dùng over hoặc là slash. Over hoặc là slash. Ok nào. Answer the question. Giờ chúng ta đi tới phần trả lời câu hỏi. Chúng ta nhớ lại cái bài hội thoại và chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi sau đây. How old is Hoa now? How old will she be on her next birthday? When's her birthday? Who does Hoa live with? Why is Hoa worried? How old will you be on your next birthday? Who do you live with? What's your address? Rồi, chúng ta sẽ xem câu trả lời. Hồi nãy bạn Hoa nói sinh nhật tới bạn 14 tuổi. Vậy thì năm nay bạn sẽ là 13 tuổi. Why 13 years old now? Number 2. Vậy thì sinh nhật tới của bạn sẽ là 14 tuổi. Look at. She will be 14 on her next birthday. Rồi chúng ta nhớ lại cái bài hội thoại sinh nhật của cô ấy khi nào. Her birthday is on June the 8th. Number 4, Hoa sống với ai? Hoa sống với cô chú của bạn ấy. She lives, ở đây ngôi thứ ba số ít, lives, mình thêm S nhé. She lives with her uncle and aunt. Rồi, tại sao Hoa lo lắng? Rồi, she is worried because she doesn't have any friends. Trước cái từ để hỏi là why thì mình sẽ trả lời là because, bởi vì cô ấy không có nhiều bạn. Ở đây number 6 là câu hỏi về mình. Sinh nhật tới, mình sẽ bao nhiêu tuổi? Bây giờ mình lớp 7, mình 12 tuổi. Vậy thì sinh nhật tới mình sẽ là I will be 13 on my next birthday. Who do you live with? I live with my father and mother. Mình sống với ba mẹ mình ha. What's your address? Cái này là tự mình trả lời. Rồi, tự mình trả lời. My address is 223 Lạc Long Quân Street. Cô ví dụ vậy thôi. Ok now, student registration form. Giờ chúng ta sẽ làm một cái thẻ học sinh thử xem sao. Đây, name, ví dụ như Phạm Thị Hoa. Tên Phạm Thị Hoa. Vậy thì date of birth, address,
telephone number. Alright, check the answer. Number one, listen again and check the answer. Four, listen. Then practice with the partner. Next, please. Good morning. Good morning. What's your name? Phạm Thị Hoa. Đây, Phạm Thị Hoa. What's your date of birth? June 8th. I'll be 14 on my next birthday. Đây, June the 8th. What's your address? 12 Trần Hưng Đạo Street. 12 Trần Đạo Street. I live with my uncle and aunt. What's your telephone number? 8262019. 8262019. Thank you, Hua. Do you like our school? Yes, it's very nice. But I'm very nervous. I don't have any friends. I won't be happy. Don't worry. You'll have lots of new friends soon, I'm sure. Okay, now we come to homework. Learn by heart new words of before and answer the questions. Mình sẽ học từ mới của phần B4 và trả lời câu hỏi vừa rồi nhé. Write down on your notebooks. Repair and listen unit 2, section B, B6 and 7. Okay now, goodbye, see you again. 10 for your attention. Rất cảm ơn các em đã lắng nghe.